Giá vàng hôm nay ngày 9 tháng 10, trong khi giá vàng thế giới nối dài đà giảm, giá vàng miếng trong nước bất ngờ tăng mạnh lên 85 triệu đồng một lượng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Sau chuỗi ngày duy trì ổn định, giá vàng miếng các thương hiệu trong nước bất ngờ điều chỉnh tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, giá vàng nhẫn biến động nhẹ. Hiện tại giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau: vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 85 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 83 triệu đồng lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9.999 niêm yết ở mức 82 triệu đồng một lượng mua vào và 83,3 triệu đồng một lượng bán ra. Doji tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm giá mua 50.000 đồng xuống 82,7 triệu đồng một lượng nhưng giữ nguyên mức giá bán của rạng sáng qua là 83,6 triệu đồng một lượng. Giá mua mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG duy trì ở mốc 82,7 triệu đồng một lượng và 83,6 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới tiếp đà giảm với vàng giao ngay giảm 20,9 đô la Mỹ xuống 2.622,2 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.640,6 đô la Mỹ một ounce, giảm 21,3 đô la Mỹ so với rạng sáng qua. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9 tháng 10 cụ thể như sau: xăng E5 RON 92 không quá 18.850 đồng lít, xăng RON 95 không quá 19.803 đồng lít, dầu hỏa không quá 17.651 đồng lít. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng với mặt hàng gạo. Cụ thể, lúa IR50.404 giá ở mức 6.900-7.000 đồng 1 kg, lúa Đài Thơm 8 ở mức giá 7.800-8.000 đồng 1 kg, lúa OM 5.451 ở mức 7.200-7.400 đồng 1 kg, lúa OM 18 có giá 7.500-7.800 đồng 1 kg, giá đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện gạo Nàng Nghen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng 1 kg, gạo Jasmine 18.000-20.000 đồng 1 kg, gạo Nàng Hoa 20.000 đồng 1 kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000-16.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 20.000-22.000 đồng 1 kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé! Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích hiện đại cho cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng khám phá ngay top 6 sản phẩm hot tại cửa hàng Cà Phê Lên mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Máy xay sinh tố đa năng Godwell, đáp ứng mọi nhu cầu xay nhuyễn thực phẩm. 2. Máy massage gân cầm tay Booster U1, giúp giảm căng cơ, thư giãn. 3. Quần dài nam Guzzaro, chất liệu vải gió thể thao cao cấp, mang lại sự khỏe khoắn, thoải mái. 4. Tai nghe Bluetooth Beats WM01 TWS, công nghệ chống ồn hiện đại. 5. Nồi cơm điện Sharp, thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp, giúp cơm nấu chín đều, thơm ngon. 6. Đèn năng lượng mặt trời 2500W, giúp tiết kiệm năng lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.